Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày 12 tháng 6 năm 2022. Bây giờ là 12 giờ kém 10 phút. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Và lời nói đầu tiên Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý cô chú anh chị và các bạn được nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ bên gia đình. Hiện tại phía trước màn ảnh của chúng ta là cửa chính của chợ Bến Thành. Hôm nay Tường Vũ Channel gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước những hình ảnh thực tế ở bên trong chợ Bến Thành vào trưa ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 6 năm 2022. Chúng ta sẽ cập nhật những hình ảnh ở tại chợ Bến Thành này để xem thử là phía bên trong hôm nay có đông khách du lịch, có đông khách vào để tham quan mua sắm ở trung tâm chợ Bến Thành hay không. Bởi vì hiện nay đã bước vào mùa hè giữa tháng 6 rồi, cho nên chắc chắn thì mùa hè năm nào cũng vậy các bạn. Nơi đây sẽ thu hút rất là nhiều khách quốc tế cũng như là khách trong nước khi ghé thăm Sài Gòn. Nói đến chợ Bến Thành thì chắc hẳn tất cả cô chú anh chị và các bạn đều biết rằng là nơi đây thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong nước cũng như là ngoài nước, đặc biệt là những năm trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19. Chợ Bến Thành không những là bán ban ngày mà còn có chợ đêm, còn có phố ẩm thực đêm. Cho nên hôm nay Tường Vũ Channel sẽ cập nhật một vài hình ảnh ở tại khu vực chợ Bến Thành để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn. Nhìn chung phía bên ngoài cũng có một số khách du lịch đang chụp ảnh cũng như đang vào bên trong để mà mua sắm. Sài Gòn của chúng ta đang bước vào mùa hè nóng bức. Buổi sáng thì cũng vậy các bạn, 8 giờ sáng thì thấy là nắng hầm rất là oi bức. Tuy nhiên thì buổi trưa ngày hôm nay nhiệt độ cũng khá là cao luôn, chắc khoảng tầm 34 độ C, gần 35 độ C đó các bạn. Đây là mặt trước của chợ Bến Thành nha các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vòng xung quanh ở chợ, sau đó mình sẽ vào bên trong lòng chợ nha, để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng ở xung quanh chợ nha, sau đó mình sẽ đi vào bên trong sau. Với những thước phim ở tại chợ Bến Thành sẽ gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Đây là mặt đường Phan Bội Châu. Đi vòng bên phía ngoài trước nha các bạn, rồi sau đó vòng bên trong sau ha. Ở đây có mấy căn nhà cho thuê nè các bạn.
cho thuê nhà nguyên căn, cho thuê nhà chính chủ. Đường Phan Bội Châu, đường Phan Chu Trinh. Không biết là phía bên trong chợ ngày hôm nay có đông hay không thì vài phút nữa mình sẽ đi vào. Thời tiết cũng muốn đổ mưa rồi các bạn. Phía trước cái màn ảnh thì cũng có một vài khách du lịch, khách quốc tế đang đứng ở phía ngoài. Chắc là người ta đã vô rồi. Thấy không? Đó. Khách quốc tế đó các bạn. Đây là bán bông hoa nè. Bông hoa, đồ, quần áo thời trang, đồ lưu niệm, vali, túi xách, áo dài. Đây là đường Lê Thánh Tôn. Phố xá Lê Thánh Tôn, phố du lịch các bạn. Ở rất là nhiều khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ. Ngày hôm nay thấy cũng có rất là nhiều khách du lịch, người châu Á, người châu Âu đang đi tham quan ở đây. Hy vọng mùa hè thì sẽ có nhiều khách du lịch đến tham quan mua sắm ở chợ Bến Thành hơn các bạn. Ở đây người ta bán đồ lưu niệm quá trời nè. Vali, túi xách. Lê Thánh Tôn và đường Thủ Khoa Huân các bạn. Phố khách sạn, phố ẩm thực. Đường này là mình đi thẳng lên là khách sạn rất là nhiều luôn nha. Bên cạnh đó còn có ẩm thực nữa. Các công ty lữ hành. Phía bên trong này rất là nhiều nè, chúc mình vào sau. Đây người ta bán bông hoa, các shop bông hoa bên mặt tiền đường Lê Thánh Tôn các bạn. Thấy có một số khách Tây các bạn, người nước ngoài bán đồ lưu niệm nè, vali, túi xách, mũ, nón. Rất là đông luôn. Đây là đường Phan Chu Trinh. Phan Chu Trinh các bạn.
Phía trước màn ảnh của chúng ta là đường Lê Thánh Tôn nha các bạn. Giờ mình sẽ đi vào bên trong ha. Nói chung là nhìn cũng có khách du lịch nước ngoài, khách châu Á cũng có luôn các bạn. Phải nói với những hình ảnh này, khi mà cô chú anh chị và các bạn được xem sẽ thấy rất nhớ Sài Gòn, đặc biệt là những cô chú anh chị lớn tuổi đang sống bên hải ngoại. Hình ảnh mới nhất các bạn. Nói chung là bên trong chợ Bến Thành mà chúng ta thấy có nhiều khách ghé tham quan mua sắm là thấy rất là vui rồi các bạn. Có nhiều đoàn khách người ta đã mua xong người ta đi ra ngoài, bây giờ mình sẽ đi vào. Giờ mình vào cổng chính bên trong luôn, thì vô bên trong luôn, khách nước ngoài quá trời luôn, vòng vòng hết khu trong đây luôn các bạn. Du khách quá trời luôn. Thấy có khách ở đây là thấy vui rồi. Đó, phía ngoài bao nhiêu đoàn khách vào luôn nha các bạn. Hôm nay như vậy là rất đông rồi đó. Chợ dường như là đã nhộn nhịp trở lại rồi, đã hồi sinh trở lại rồi. Ủa, ăn chưa chưa? Các bạn thấy không, khách rất đông luôn nha. Giờ này thì đã 12 giờ 15 phút rồi, hơn 12 giờ rồi, cho nên khách người ta sẽ đi tham quan, đi ăn uống là nhiều, mua sắm là nhiều, bán trái cây rồi. Chợ này bán nhiều hàng ghê luôn á chứ. Mình đi lang thang trong đây đi. Cái cây xoài mít.
Quá trời trái cây sầu riêng mít ổi thanh long. Nói chung là thấy khách tập trung các cái quầy hàng là thấy vui lắm rồi. Hôm nay rất là nhiều quầy khách đông luôn nha các bạn. Mình sẽ đi vòng vòng ở đây. Chủ yếu là khách nước ngoài. Trong mùa hè thì khách du lịch đến đông hơn. Phải nói đã rất lâu rồi từ buổi chiều mới thấy được cái cảnh nhộn nhịp và tấp nập ở bên trong chợ Bến Thành của chúng ta các bạn. Khu vực này người ta bán mứt, rồi bán các cái đồ lưu niệm, bánh mứt. Người châu Á rồi người Tây Âu rất là đông luôn. Quần áo thời trang, giày dép các bạn. I'm your friend. I'm your friend. Đang nhận máy ảnh đi.
mua gì xem đi anh ơi. And the book, top of the plate. Đang dẫn khách đi. Và làm này khách đông quá ha. Khách nước ngoài đông, khu này khu ẩm thực nè. Không biết là đang dẫn khách đi. Khu ẩm thực rất là đông luôn. Đó là ngày hôm nay khu vực ẩm thực cũng thấy rất là đông vui luôn các bạn. Khách nườm nượp luôn á. Với những hình ảnh này thì chắc chắn là cô chú anh chị ở bên nước ngoài cảm thấy rất là vui và thấy được cái không khí của chợ Bến Thành đã hồi sinh thật sự trở lại rồi. Anh gì anh? Chị không? Chị Thái, chị Sầu. Đang dẫn khách đi sao? Bánh bèo Huế đặc biệt 25.000 đồng cho một dĩa các bạn. Khách người ta thích ăn, thấy ngon lắm. Phải nói rất nhiều tháng qua thì bây giờ từ buổi chiều mới thấy được cái hình ảnh nhộn nhịp và náo nhiệt ở tại chợ Bến Thành trong tháng hè này. Phải nói chợ Bến Thành này là nhộn nhịp cả ngày luôn các bạn. Ở đây bán rất là nhiều đồ lưu niệm dành cho khách du lịch. Đặc biệt có những món ẩm thực rất là ngon miệng luôn. Giá thì rẻ nữa. Tầm 25-30 ngàn là chúng ta đã có được cái... có được những món ăn ngon rồi.
Ngày hôm nay khách châu Á, châu Âu cũng nhiều luôn. Châu Á, châu Âu ngày hôm nay rất là đông rồi. Có một số quầy vẫn đang đóng cửa đó. Nó lỡ kiếm mà. Hiểu không? Chỉ tàu di động tiền. Ủa chứ cô anh chưa? Hả? Cô anh đang chưa? Quần. Vô đây nghe mùi trái cây thơm quá. Mít, mùi mít thơm rồi. Mùi ẩm thực cũng thơm nữa. Thơm anh. Dạ, em đang dẫn khách đi chút đi. Hai chục hả con? Nay chợ thấy vui con ha, thấy đông rồi đó. Đông quá trời luôn. Hay là do ngày không, chắc là do mùa hè nữa ha, mùa hè này khách đông nè, vui. Không mà khách nước ngoài nhiều quá trời luôn. Đây con gửi đây, đây tiền con. Dạ dạ. Cô có cái túi nhỏ con xin cho con, bé bé thôi, chắc thôi. Dạ dạ, cảm ơn con. Lỗi nó. Dạ rồi, ok. Dạ. I chen. Như vậy là mình mới mua một ly nước mía 20k uống cho nó mát các bạn. 20k uống cho nó mát.
đi bộ nóng quá, uống cho nó mát. Này thấy người nước ngoài quá trời luôn. Không, đang dẫn khách đi. Rồi bây giờ chúng ta đi ra phía ngoài. Trời đang chuẩn bị mưa lớn các bạn. Và như vậy những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.